Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo và lễ công bố quyền sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu tập thể, phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức kinh tế tập thể. Hội thảo đã cập nhật thông tin và hệ thống tại những chủ trương và chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam trong thời gian qua và giai đoạn 2021-2030, tình hình xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những lợi ích của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức kinh tế tập thể. Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao quyền sở hữu trí tuệ cho 5 nhãn hiệu tập thể trên địa bàn huyện Hòa Vang, gồm Bưởi Da Xanh Hòa Ninh, Chè Dây Hòa Bắc, Bánh Khô Mè Quang Châu, Bánh Tráng Túy Loan, Kiệu Hương Hòa Nhơn. Dự kiến trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm, gồm Đá Trang Trí Hòa Sơn, Giá Cát Hòa Sơn, Cá Nước Ngọt Hòa Hương, Gà Đồi Đồng Nghệ và Lúa Hữu Cơ Hòa Hương.